Review dòng Pegasus 40, đôi chạy hàng ngày tốt nhất của Nike năm 2023. Mỗi một năm thì Nike sẽ ra một phiên bản Pegasus mới. Tụi mình đều sắm một đôi để tập chạy hàng ngày cho những bài easy run. Đó cũng là lý do 2 tuần trước mình đã cho em Pegasus 39 này ra đi và chào đón em Pegasus 40 vô tủ đồ tập luyện của mình. Có thể các bạn không để ý nhưng cứ mỗi 2 năm thì dòng Pegasus nhà Nike sẽ thiết kế lại. Và điều đó lặp lại với Pegasus 40 khi phần đế vẫn giữ y nguyên thiết kế giống Pegasus 39, vẫn với cách thiết kế mặt ngoài giống nhau bám đường. Đôi Pegasus 39 này thì mình hay bị mòn phần phía ngoài do cách tiếp đất hơi nghiêng ra ngoài. Công nghệ bọt đệm React support ổn áp kết hợp với Air Zoom ở phần forefoot và phần gót, khi lên chân thì anh em sẽ có cảm giác rất êm ái. Đôi này thì anh em đi chơi, đi cà phê du lịch đều ổn bởi form thiết kế khá phổ thông. Về điểm khác biệt thì chỉ ở phần upper của đôi giày với việc lược bỏ đi công nghệ buộc dây Flywire. Cá nhân thì mình rất thích công nghệ buộc dây này trên Pegasus 39 vì nó khiến cho bàn chân được khóa tốt hơn với giày. Cái thiết kế dây giày của Pegasus 40 thì giống hơn với Fly 5. Cũng có nhiều anh em runner nói rằng họ thích kiểu buộc dây như vậy bởi nới tháo dễ dàng hơn. Cái này thì mình nghĩ tùy vô sở thích của mỗi người. Phần upper vẫn là hai lớp vải lưới thông thoáng và bền, khi chạy thì anh em sẽ không cảm thấy bí hay nóng bàn chân. Nếu như Pegasus 39 là một đôi giày chạy hàng ngày tốt nhất trong phân khúc năm 2022 thì năm nay sẽ vẫn là 40 thôi. Chắc là mình sẽ làm một video chạy riêng ngoài đường sau quãng thời gian sử dụng 500 km hay 1000 km. Anh em nhớ bấm follow nhé.